Chào cả nhà, mình đã chuẩn bị được một cái đĩa trái cây các bạn ha, rất là ngon luôn các bạn. Đó, táo là táo ở Thái Lan các bạn nha, táo Thái Lan, ổi Thái Lan, còn là cóc Malaysia nha các bạn nha. Đó, rất là ngon luôn các bạn. Và không thể thiếu một cái chén muối ớt của mình các bạn, rất là cay luôn cả nhà, ăn rất là hấp dẫn nha mọi người ơi. Và không thể thiếu đó là một ly nước đậu đen các bạn ha, còn gọi là chè đậu đen các bạn. Chè đậu đen thì mình mới nấu xong nha cả nhà, còn rất là nóng luôn. Ai xin chào đại gia đình, chào đại gia đình đã trở lại với kênh của Hoàng TV Cuộc Sống Malaysia. Thì hôm nay mình cũng đã chuẩn bị xong một cái đĩa trái cây cho mình các bạn. Hôm nay thì không có ăn ăn hải sản hay là ăn cái gì đó, mình không có ăn các bạn ha. Hôm nay thì mình sẽ ăn trái cây với muối ớt các bạn. Ở đây thì gồm có ổi nè, ổi và táo các bạn ha. Ổi và táo này thì của Thái Lan nha các bạn nha. Còn cóc này là của Malaysia nha các bạn. Cóc này là vườn nhà trồng nha mọi người. Còn là ổi với táo này thì mình mua các bạn. Những cái táo này là từ Thái Lan chuyển qua nha các bạn nha. Và ổi này cũng vậy mọi người, rất là ngon luôn. Và một chén muối ớt thần thánh của mình các bạn, chưa cay nha. Bây giờ là mình sẽ mời tất cả các anh các chị vào bàn ăn trái cây chấm muối ớt với mình nha cả nhà. Mời đại gia đình nha. Bây giờ thì mình sẽ thử cóc của Malaysia trước nha các bạn, chua hay ngọt các bạn nha. Đây, cóc này đây là cóc vườn nhà trồng các bạn, cho nên nó là rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chấm muối ớt và ăn thôi mọi người ha. Rất là giòn các bạn. Chấm muối chén muối ớt nữa thì khỏi phải chê các bạn ha. Ngon quá. Chua chua ngọt ngọt các bạn, giòn giòn. Ngon. Ngon quá. Wow, trứng muối ớt cay mọi người. Cay đã đây. Bây giờ tới ăn táo. Táo táo đây là táo Thái Lan nghe các bạn nha. Bây giờ mình sẽ ăn táo nè, chấm với muối ớt. Wow, táo rất là ngọt luôn mọi người. Táo rất là ngọt. Chỉ có quả này là của Malaysia cho nên hơi chua thôi, chứ còn táo Thái Lan thì rất là ngọt cả nhà. À, ngon quá. Rất là ngon luôn. Mới hái xong các bạn, cái này mới hái xong còn cuống tươi rói các bạn, mới hái xong luôn. Ngon. Ngon đó các bạn, rất là ngọt luôn. Táo này là từ Thái Lan đem qua cho nên họ bán rất là mắc các bạn. Ngon quá.
ngọt các bạn, chua chua ngọt ngọt ăn rất là ngon các bạn. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ chỉ và ổi ra các bạn ha, xem thử là ngon hay dở các bạn ha. Ổi này là ổi của Thái Lan luôn các bạn nha. To quá. Trái này hơn 1 kg đó các bạn. Đây các bạn, rất là ngon ha. Wow, rất là ngọt các bạn, ngọt lắm. Ăn ổi thì chúng ta bỏ cái hạt này ra các bạn nha, bỏ cái hạt ở bên trong, chúng ta chỉ ăn cái cơm bên ngoài thôi mọi người. Mình sẽ chấm với ớt xem. Wow, ngon quá. Wow, mùi ớt cay, cay mà sặc lên tới mũi luôn cả nhà. Ngon quá các bạn. Cái món này là buổi trưa các bạn ha, buổi trưa bị sớm, đó là chúng ta ngủ dậy, ngủ trưa dậy các bạn ha. Xong cái chúng ta làm một đĩa trái cây như thế này cho gia đình của chúng ta ngồi ăn các bạn, rất là ngon luôn. Ngon quá không? Wow, chăm muốn cái cây đã đời các bạn. Các bạn thêm à, ớt không à. Cây gì ăn mới đã các bạn. Ngon quá. Mình thường hay nói cái cả nhà nghe là tất cả món ăn của chúng ta ngon hay dở đều là do nước chấm các bạn ha. Và hôm nay cái chén muối này rất là ngon các bạn.
Ngon nhất cách. Ngon quá cả nha. Cái đây là mới hái trong vườn các bạn ha, thì rất là tươi luôn. Này chấm với muối ớt nữa thì hết phải chê. Wow, rất là giòn các bạn. Ở bên ngoài thì chua chua giòn giòn, ở trong thì ngọt ngọt các bạn. Wow, ngon ớt cay, cay mà sặc lên tới mũi luôn. Wow, cay đã rồi. Cay mà tốt hết mùa ngon cả nha. Ăn cay vậy mới đẻ các bạn. Ngon quá. Wow, đã đời, cây đã đời. Bây giờ là làm tiếp một cái quả táo nghe các bạn nha. Táo công nhận, thừa nhận là cái tráo táo của Thái Lan rất là ngọt các bạn, là rất là giòn luôn. Ngon quá. Wow, ngon quá cả nha. Ngon quá ngon. Ngon quá cả nha. Wow, ngon quá các bạn. Còn đây là đậu đen các bạn ha, chè đậu đen các bạn.
Chì này thì mình cũng tự nấu luôn nha mọi người nha. Hầm rất là thời gian, hầm rất là lâu các bạn. Wow, ngon quá cả nha. Ngon quá. Hạt đậu thì rất là mềm các bạn. Đậu thì rất là mềm luôn. Hầm thời gian tới mấy tiếng đồng hồ các bạn, 4-5 tiếng đồng hồ các bạn. Ngon quá. Ăn cái món này xong cái muối ớt cay đó các bạn. Giờ uống một cái ly nước cái này nữa thôi, đã đời các bạn. Đã quá đã. Ngon ơi là ngon mọi người. No các bạn. Wow, no quá cả nên cả nhà ơi. À, thì mình làm cái clip là hôm nay mình ăn cái món táo và ổi của Thái Lan, còn là cóc của Malaysia các bạn ha. Như vậy thì ăn nãy giờ cũng rất là nhiều các bạn, rất là no luôn. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà và các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà nhớ xem hết video giúp Hồ nha. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình cũng bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà. Bye bye.